Có mấy đứa con á, Một vị này Khi đến gặp những đức nói chuyện Họ nói rằng Thầy ơi Con đi vào chùa Con thăm người thân Con thấy Họ làm lam lũ Chúng con thì sang trọng Đi vào đây thì thấy Ông bà Hay là anh chị em út Cháu chắc vậy đó Mỗi ngày làm lam lũ Ừ có những bà cụ thì sắp dép có những bà cụ như gờm gờm mà đẩy chiếc xe gùa lủi lủi lũ, lủi lủi đi vậy đó mỗi người một công việc con đi vô đây lâu lâu con vô thăm lần con không dám dẫn bạn bè theo con thấy họ làm gì con dẫn bạn bè theo mắc cỡ quá những đứa nói này... Cái nghĩ của cô nên ngồi suy nghĩ lại Cô đã suy nghĩ sai rồi đó Suy nghĩ sai rồi đó Nhìn người ta cần cù như vậy Mà cái làm của người ta là Không có mục đích về vật chất Còn cô thì bóng bẫy Mỗi ngày cô vũa móng tay, cô sơn môi Cô ngồi lại Tại sao cô không suy nghĩ là cái việc làm của cô Và cái việc làm mà Để người ta phục vụ công chúng Sao cô không cảm thấy hãnh diện Khi mình có một người thân Mà người thân mình Biết cống hiến đúng mục tiêu Tại sao cô không hiểu Nếu cô không hiểu Thì những đức nói cho cô không hiểu còn hiểu rồi thì mai mốt đừng có ý nghĩ đó. Mình phải cảm thấy tự hào vì mình có một người thân mà biết cống hiến cho công chúng, biết làm những việc mà không suy nghĩ về danh lợi. Xã hội có người đã 90% đều là tính vào danh lợi. Làm một việc gì đó đều là suy nghĩ phải có lợi cho chính mình mới làm. Chỉ có những người tu người ta hiểu phục vụ chúng sanh không cầu tiền bạc cũng không cầu cái khen người ta nhiệt tình người ta làm như vậy mình có một người thân đi tu mà làm như vậy chúng ta cảm thấy mình tự hào vì bản thân của mình không làm được như người ta mình ở ngoài đời một hai ngày ăn heo hút một chút thì bắt đầu là mình chuẩn bị không có tiền cũng đi mượn tiền để mua một hai ký thịt heo một con gà luộc về để chấm muối tiêu ăn còn người ta quanh năm ở trong chùa ăn đơn giản đầu hũ chấm muối tiêu như vậy mà người ta sống quanh năm gương mặt người ta vẫn là sáng sủa vui vẻ hiền từ bản thân mình cảm thấy mình không làm được như người ta mình phải hổ thẹn chứ làm sao mà mình cảm thấy mình mắc cỡ khi mình có người thân như vậy người ngoài đời có những người vô cùng sang trọng nhưng mà họ đi chích xì ke Họ đi bán heroin Họ đi ăn cướp Họ lường gạt người khác đi kiếm tiền Như vậy gọi là chúng ta tự hào sao Nên con người thế gian có học cao cỡ nào Nhưng nếu không học đạo đức Thì ý nghĩ thấp bé cũng như là trí tuệ của con kiến Vì sao? Vì không nghĩ được cái sâu sắc nên cái ý nghĩ rất là thấp kém Quý vị coi Có những người học thức cũng rất cao Nhưng mà chúng ta suy nghĩ đi Nếu không đi sâu vào Lời dạy của Phật Thì cái tư tưởng chúng ta rất kém Kém cỏi lắm Nhưng Đức nói bảo đảm đó Vì gặp không ít người như vậy đâu Học thức rất là cao Mình nó giống như Là một hạt cát ở dưới đất này. Cái sở học của họ Gần tới trên mây Nhưng mà tất cả những cái sở học này không có cái sở hành Có thể đi học bao nhiêu năm để cầu cái gì? Kiếm tiền Kiếm tiền cho nhiều Như vậy mà cảm thấy mình Tự hào hay sao? Nên Những tư tưởng này Những người ở trong chùa mình tu Mình phải biết cái giá trị Mình đi tu Cái ý nói để cho quý vị biết cái giá trị mình đi tu là như thế nào và biết cái giá trị cái mình mà phục vụ mọi người nhiệt tình niềm nở vui vẻ cái giá trị này như thế nào mình phải biết mình làm một việc mà mình không biết cái giá trị của nó như vậy thì mình không có hưng khởi làm mình phải biết cái giá trị của nó như thế nào như vậy thì mình làm mình không bị người thế gian Nói một hai câu làm cho mình bị ảnh hưởng tập Mình phải nhớ đó Thí dụ như sắp sửa tới ngày lễ viết Bồ Tát Quán Thế Âm Người ta về ao ạt như vậy Số lượng người trong chùa này Người khỏe được bao nhiêu người để phục vụ số lượng đó Như vậy mà cũng phải cố gắng gồng gánh để mà phục vụ Khi xong rồi thì mạnh mọi người người ta lên xe người ta đi về nhà người ta người ta để lại một bãi chiến trường cho mình dọn dẹp chúng ta vô cùng là vui vẻ quan hỷ để dọn dẹp vì sao vì chúng ta biết cái giá trị làm việc này họ cầm tiền đến họ cảm thấy thương xót mình họ cho mình vài ba trăm bạc chúng ta khoát tay nói rằng được rồi cô cô chú muốn cúng giường thì cứ bỏ thùng tắm bảo chúng con ở đây có cơm ăn áo bận là được rồi thì họ chắp tay họ sẽ sáo quý vị họ niệm một câu ai di đà phật đây gọi là một cái giá trị quan để mà xong phải hiểu khi hiểu rồi thì cái việc làm của mình á vô cùng là sốt sắng có nhiều người hỏi nhận đức rằng Hơi sức đâu mà thầy một ngày nói chuyện nhiều như vậy Những đức nói Nhắm mục tiêu một cái giá trị sống Để phát huy năng lực của chính mình Nếu không biết cái giá trị sống Thì con người chúng ta nằm y đó Như là cục thịt biết đi Đúng không? Là tổ giải đó Còn nếu mình biết Cái thời gian của mình là quý báu Thì làm sao mình dám nằm y đó để làm cụ thịt biết đi mà chúng ta phải phấn đấu lên phải cố gắng lên tất cả những việc gì người khác làm được ta đều làm được dù là ta chậm nhưng nhất định ta phải làm được những đức nghe đại lão hòa thượng tịnh không ngày giảng thuyết ngày nói rằng cái thời điểm mà học giảng kinh thuyết pháp có khi một ngày giảng 8 tiếng đồng hồ thời gian còn lại bao nhiêu toàn bộ là phải cha vào kinh giáo hết không có một chút thời gian nào rảnh gỏi hết giảng 8 tiếng đồng hồ quý vị suy nghĩ thời gian đâu quý vị mà nói chuyện với ai được một câu đều là phải coi vào kinh giáo để mà giảng chứ Ôi ơi quý vị biết rằng người ta giảng một tiếng đồng hồ người ta phải soạn bài một tháng đó giảng một tiếng soạn bài một tháng đó nếu mà giảng như vậy thì một năm mới bị giảng được mấy buổi Nên rất là cần công phu niệm Phật Và cần sự hành trì Như vậy thì cái nói của mình nó mới có hồn Nó mới có thể đi vào lòng người được Quý vị coi đi Lớp đệ tử quy con nít nhỏ nhỏ vẫn là ngồi Người mù vẫn là ngồi Người khỏe vẫn ngồi Người già vẫn ngồi người cấp cao có địa vị vẫn là ngồi nghe được có nghĩa là hạng người nào cũng nghe được như vậy thì cái môn giảng pháp này được rồi vì sao vì mình có thể chia sẻ họ nghe được thì mình thấy được cái giá trị quan này thù thắng mình cố gắng mình phát huy hết mình một tháng 10 ngày Chúng ta đã được 209 buổi giảng Cái chú mà ông theo những đức Cái công sức của ông bỏ ra cũng xứng đáng Ngồi Gục gạt gục gạt 9 giờ rưỡi 10 giờ gục gạt gục gạt Đuối mắt đỏ Chảy nước mắt còn những Đức thì tha hồ mà nói Cho ông gục gặt Lộn mèo luôn tôi cũng nói Một người giảng Một người ngồi Được 209 buổi Thì nghe qua Đúng là xứng đáng thiệt Những buổi giảng này Chắc chắn rằng là những buổi giảng Để hoài Vì sao? Không có một câu nào Mà đưa vào cái chỗ Dính dáng Công chúng hay là nói việc này việc kia sắp xếp có cụ gì hết đều là từ lời của chữ tổ khai chuyển lên học tập để mà mình phát tính tâm mà nói chậm nói nhẹ từ nơ những buổi dạng đó vậy mà rèn những đức can lão luyện ở bên ngoài này và lời nói của mình văn tự của mình nói tự nhiên nó càng ngày nó càng tự đánh bóng luôn thì ra là văn ôn võ luyện xuyên thì thành giỏi có người giỏi mà không siêng thì người này cũng sẽ nằm y đó để làm cục thịt biết đi con người sống phải kiên trì câu của người xưa dạy rất là hay lù khù bù thông minh rất rõ ràng không có học gì hết nhưng chỉ có một chỗ là kiên trì lù khù lõ mọ những đức rõ ràng là lọ mọ nè dốt mà nói chữ lúc xưa mới đi vào chùa coi sách của ngài khổng tử thì không biết tự nhiên cầm viết lên mua một cuốn sách câu nào hay thì ghi vào ghi vào ghi vào mà những đức ghi những đức lại để câu nữa chứ câu một câu hai câu ba câu bốn câu năm được một trăm câu thì sau này khi những đức học chia sẻ Phật Pháp Thì lúc đó những đứa mới thấy Ô thì ra là Bây giờ mới thấy cái lợi ích của nó Tất cả những câu này có học hoài học cũng không hết Mà mình lại sắp ra được từng câu nữa chứ Đọc một câu thì học học xong tiếp tục câu thứ hai Có khi đọc một câu là học đủ rồi Rồi học một trăm câu đó quay lại tiếp tục học nữa Viết đâu gần bốn quyển sách Tất cả những cái lờ hay đều viết lại phân câu hết rõ ràng một là rèn được cách viết chữ hai là đọc chữ thành quen quý vị coi những đứa bây giờ đọc chữ quen rồi đó lúc trước đó, đọc cứ là đọc sai chính tả mà đọc giáp nữa đọc không được bây giờ đọc xuông câu đọc đúng chính tả và lời nói văn tự bây giờ cũng tương đối là ra được văn tự không có phải là nói sai văn tự cái ý nói thì mình biết Nhưng mà lúc trước cái lời nói Thì cái văn tự bị sai Bây giờ nói có thể Từ ý và câu kết hợp Ra được văn tự Rõ ràng kiên trì sẽ thành công Kiên trì sẽ thành công Tất cả Bất cứ một người nào thành công Cũng từ ngay cái chỗ kiên trì siêng năng Những đức đọc qua những Vị mà vĩ nhân của đất nước mỗi một đất nước có một hai vị vĩ nhân, thì người ta đưa vào một quyển sách, những đứa coi tất cả những tư tưởng của các bậc vĩ nhân này đều là từ ngay chỗ kiên trì, siêng năng mà thành tựu. Cho ra một tư tưởng thì ra người siêng năng kiên trì có một tiêu chuẩn nhất định là người thành công, là người thành công. Như vậy thì người học Phật cũng vậy, chúng ta gặp được pháp môn tịnh độ chúng ta sẽ niệm một câu Phật hiệu này. Chúng ta quy trước Phật, con nguyện con niệm câu Phật hiệu này niệm cho tới chết. Con phát nguyện cầu sanh cực lạc, cái nguyện này nguyện cho tớ giảng sanh. Tiếc đối con không bao giờ bị một cái lời nói nào của ai làm cho cái tâm nguyện này chuyển qua hướng khác. Con có chùa con cũng tu như vậy mà không có chùa con cũng tu như vậy luôn. Con có chúng con cũng tu như vậy Mà không có chúng con cũng tu như vậy Quyết định một đời của con là niệm một câu Phật hiệu này Và chỉ có một tâm nguyện là Nguyện cầu sanh cực lạc Con niệm Phật Con làm tất cả những công đức gì Con không bao giờ nguyện cái chuyện Khỏe mạnh sống lâu Hay là gia đình hạnh phúc Hay con cháu hưng thịnh Con không bao giờ có cái nguyện này Con nghe lời Phật nghe lời tổ Chỉ có đúng nguyện cầu sanh cực lạc Tất cả những cái chỗ tạo tốt đó Con đều hồi hướng trang nghiêm thế giới cực lạc Và hồi hướng cho tất cả chúng sanh Ở mười phương khắp Pháp giới Nguyện cho họ cùng niệm Phật Cầu sanh cực lạc Mục tiêu vô cùng là chuẩn như vậy Có một người gặp nhân đức Họ nói rằng Thầy ơi Không biết cái chỗ làm này của con đúng hay là sai mà sao mà Tu xong rồi phục nguyện cho phiền não quá trời luôn Lúc mà tu xong thầy phục nguyện đó, rồi xong con quỳ xuống con tiếp tục con lấy cái sớ ra từ đời ông cố tổ cho tới cháu chắc con đọc đọc quá trời luôn đọc xong rồi con về con nằm ngồi suy nghĩ không biết còn thiếu ai nữa không thì con quên thằng cu tèo <laughs> nhưng mà lạ thầy ơi con đọc xong rồi Con căng thần kinh mà Con phiền não quá trời luôn Tại vì con suy nghĩ không biết còn thiếu ai không Cuối cùng Con đi ra ngoài xong Con nhớ còn thằng cô Tèo chưa đọc cho nó con Đi vô tiếp tục quỳ đọc yêu cái nữa Khổ trời ơi gì đâu mà khổ dữ đi Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả Đệ tử và chúng sanh đồng chọn thành Phật Đạo Là nó đủ tới cái mức mà tặng hư không khắp Pháp giới luôn Nó không thiếu một con người nào hết trơn vì trong kinh phật dạy mà tứ sanh phụ mẫu mà tất cả những người đàn ông là từng làm cha mình tất cả những người đàn bà là từng làm mẹ mình vậy thì hồi hướng vậy thì hồi hướng cho tất cả người cha người mẹ anh chị em thân bằng quyến thuộc trong vô lượng kiếp chúng ta đã từng có duyên đầy đủ rồi mà cái tâm lượng này nó càng lớn mà tâm càng thanh tịnh càng thù thoáng hồi hướng như vậy thì tâm tịnh thì cảnh tịnh đó gọi là công đức có thật để hồi hướng về thế giới cực lạc ấy. Còn mình thì đọc Tèo, tèo, téo, tèo, tèo, tí, tui Không tứ tung hết chứ Rồi xong bên ngoại, bên nội, bên dì, bên bác, bên cô, bên chú Rồi chờm sớm láng điền Rồi đường xá <laughs> Tứ tung hết chứ Thấy không? Nhìn thì thấy cái tâm cũng lớn lắm Nhưng mà nó không có viên mãn Đâu viên mãn đâu Nên phải hiểu nghe không Mình tu những cái chỗ này á, Nó cỡ mở cho mình đó Để cái tâm của mình á, Nó quy nhất được Tâm quy nhất nghe không Bữa nay Các cụ tập trung qua đông đông Nếu mình xé đồ chai nha Mình chuẩn bị á. Bữa nay chiên bữa Mai chiên bữa Chiên hai bữa, chiên hai bữa chuẩn bị Gì à cho mấy người người ta về nó lại bồ tát quán thế âm người ta có miếng sườn chay người ta ăn chứ sao mình cố gắng mình chung tay mình làm vì cái giá trị sống này mình hiểu mà hôm qua thì tổ chức cho người khiếm thị xong rồi thấy không nghĩa là cuộc đời của mình cứ lai rai như vậy mà sống vui vô cùng an tâm ngủ ngon giấc không có nằm mộng mị thấy cái thứ gì lộn xộn cái tâm thoải mái vậy cái không còn lúc nào mà cái tâm của mình mà nó lo nghĩ chuyện này chuyện kia rầu rĩ bắt đầu là tối ngủ bắt đầu là thấy lũ đạn tới rồi đó <laughs> thấy mệt mỏi rồi đó nghe nên á mình sống gì là thấy nó đặc biệt quá bao nhiêu người mù hồi xưa mà khi chưa tu á gặp mấy người mù với mấy người mà cục chân cục tay đi xin á cái tâm địa mình nó ác độc gặp người ta đi xin vậy lấy cây chọt người ta <laughs> mấy người mù đi xin cầm cái bát vậy nè bởi vì quý vị thấy không không có được giáo dục á thì con người mình nó tệ lắm thấy người ta mù vậy bắt đầu là cầm cục đất á để vô cái lon cái bon rồi bắt đầu là ở phía sau lấy cái cây chọt cái mông người ta còn gặp mấy người cục chân á thì người ta đi xin bắt đầu là đứng chiêu trọng người ta ông già cục chân già cục chân thấy không vậy mà từ khi bây giờ mình biết phật pháp vậy mà mình biết thương người khiếm thị vậy thì cái tình thương này từ đâu ra từ nơi phật pháp mà giúp cho mình nó phát triển được cái tự tánh làm phật của mình mà nó từ bi đó chứ nếu mà bây giờ mình không đi tu mà mình đi có vợ đi mình mà gặp người mù đến gần mình nó chết ra chỗ khác Nó gần xui xẻo ngày nay xui chết luôn hôm qua những đức hướng dẫn người kiếm thị những đức có nói một câu đó. người giàu đến nhà chưa chắc hên nhưng người mù người côi người si cầu que đến nhà đi xin đến nhà mình là hên đó ngày mùng một tết mà người á, mù nè người côi nè người sư cầu que nè kéo đến nhà mình mấy chục người để mà xin gạo mình nói năm nay là cái năm hên nhất trong tất cả các năm nói sao kỳ vậy trời thầy nói chuyện gì ngút ngạo rồi tết nhất muốn người giàu đến nhà người đẹp đến nhà mà người mặt mày sáng sủa đến nhà cho nó hên gì đâu mà người khiếm thị người cùi người què đến nhà xin gạo mà hên như thầy Quý vị đời này hên đời này làm ăn phát đạt làm giàu là từ nơi cái nhân nhiều đời nhiều kiếp quý vị bố thí cũng dường nên đời này quý vị mới có được điều kiện vậy. Nếu bây giờ người giàu đi đến nhà quý vị, quý vị có cơ hội cũng dường không? Quý vị có cơ hội cho họ không? Quý vị cho họ đi. Cho họ chừng họ không nhận mà họ còn chửi quý vị nữa đó. Nhìn mặt đi. Nhìn cái mặt này mà cho tiền đó hả? Nhìn xe nó kìa. À tôi về mà cho tiền tôi họ không nhận mà họ còn muốn chửi mình nữa đó còn những cái người mà nghèo nàn kia đi đến nhà mình thì mình có cơ hội để mà tặng biếu để mà có cơ hội tạo phước tạo phước thì phước tăng phước tăng thì gia đạo hưng thịnh lâu dài nên nhận đức nói rằng là những người nghèo nàn đi đến nhà mình là hên còn những người giàu đi đến nhà mình là bình thường không có hên gì chứ đến nhà chơi bình thường thôi không có gì chứ tại vì tôi không có cơ hội để biếu tặng người tu mình ý nghĩ nó khác một chút như vậy đó Mọi quý vị nghe nghe kỹ đi nghe không gác chân lên chán mình suy nghĩ đi quý vị suy nghĩ ra liền gì đâu <laughs> Khi suy nghĩ ra đường vậy thì mình thấy rằng á mình thấy những người, người ta nghèo nàn ta khổ mình thấy mình thương nên mình mới sắp xếp cho người khiếm thị mấy trăm người quý vị thấy không đi dịnh dai đi có đàn có đàn như đàn kiến vậy. <laughs> đàn kiến hay đàn kiến bị mù nên dịnh nhau đi quý vị thấy không nghiêng qua nghiêng lại nghiêng qua nghiêng lại Đó. mình suy nghĩ nếu mà một ngày mà mình bịt mắt lại mình khó khăn sao thì mình sẽ biết cái khó khăn của người khiếm thị nên nó mình gặp người khiếm thị nó đi qua đường khó đi mình dẫn nó qua đường. Mình gặp những cái duyên vậy mình không có bỏ cái cơ duyên tạo phước. Gặp nó đi lủi 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 vô cái cây mình dẫn ở ngoài. Đừng có suy nghĩ rằng họ không thấy đường họ chụp mình sao? Gì đâu chụp mình. Mình cứ dẫn họ đi đàng hoàng thôi. Đó là cái cách tạo phước nên thầy Lý Vĩnh Nam á, thầy dạy á, Đại lão Hòa à, Thượng Tịnh Không á, Như thế nào là cách mà ông tu phước dạy Có đức dạy Có duyên vậy Ông có tiền không Dạ có mà có chút xíu à Ông có ít thì ông mua một bịch kẹo nhỏ Nhiều cục Người ta đến nghe Pháp Ông tặng cho mỗi người một cục kẹo chùa mình không biết còn kẹo không ta mỗi tuần chủ nhật đồ người ta đi đến đây đứng ngoài trước mấy chú thầy người ta bước vào cho người ta ngừng cục kẹo khi mình đưa người ta cục kẹo cái người ta nhìn vậy nè nhìn cái mặt mình á nó đó là duyên đó hiểu không duyên á còn thầy lý vĩnh nam thầy nói rằng nếu mà bạn không có tiền mua kẹo vậy thì bạn biết cười không dạ cười con cũng không biết nữa <cười> nó cười bạn không biết nữa vậy thì chết đi cười mà cô không biết nữa vậy có cái miệng gì à lấy cái kim mai cái miệng lại đi cái miệng của người ta méo cái miệng người ta bị rộng răng nó chỉ chỉa ra mà người ta còn biết cười nữa của cái miệng nó bị đẹp gì sao người bị không biết cười tối ngày cứ ngậm ngậm là gặp người ta cũng không biết cười nữa cười một tiếng có có sao không có tốn tiền các bạn nào không? Cái nụ cười bằng 10 thang thuốc bổ Ai không cười thì cuộc đời sẽ lỗ Sống không biết cười Mình không biết cười là mình bực mình rồi đó Còn khi mình cười là mình vui Hiểu không? Niềm vui này nó cho mình sức khỏe Gặp người ta bước vào nhà ăn Chắp tay À gì Cười cái có sao đâu Nó mình nhiệt tình như vậy thì cái phước cái duyên mà nó về à Nên quý vị biết rằng những đức mà sắp trong nhà ăn Lựa mấy cái cô mà mặt mày khờ khờ Những đức sắp xếp ngộ lắm Nó khác người ta Ngày ba chợ Sắp khác người bình thường lắm Lựa mấy cái người khù khờ Mấy người mặt khờ khờ Đồ tiếu tiếu đồ, Đưa chứ công chúng Biết gì không Đừng mong có công Chỉ cần đừng có lỗi Họ khù khờ, họ không có biết nói nhiều Họ không có lanh lẹ, họ không có biết mà cái cách nói này nó kia sắp hước Nên họ khù khờ, nên họ gặp người họ chỉ biết xá xá họ cười cười tôi không biết nói gì chứ mặt nhìn ngố ngố chơi đó vậy mà tôi thấy người ta tội nghiệp người ta cho tiền xài chơi thấy không còn quý vị biết rằng thế gian ai cũng lựa người mặt đẹp nè lanh nè đưa chứ công chúng không à nhưng mà có chừng nó bị lũ đạn liền ngay từ đó banh xác lên nói hoa chờ rơi rụng không chịu làm thua một cái người khờ mà nó khù khờ mà nó nè nó, 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 nó mặc vào nghiệp nữa, không? À, mình tu hành những chỗ này quan trọng lắm nghe không và từ từ không ngày dạy đưa người trước công chúng đừng có cầu cái công mà chỉ cần đừng có lỗi là được rồi là nhờ cái tâm không có cái tâm ý niệm này kia nên những vị mà những đức đặc trách thì quý vị mà công việc mà quý vị sắp trúng này kia rồi đó. Quý vị nhớ nghe không? Quý vị làm giỏi thì cực. Nhưng mà nhiều lúc quý vị săn hận nói chuyện lỗ mãn là quý vị đổ hết từ cái cửa miệng mình đó nghe không? Cái cẩn thận đó, cẩn thận đó. Lúc trước có một cô á mấy đứa bé nhỏ mỗi lần mà nó gặp đó, nó nói vậy nè thầy ơi cái cô đó đi con mừng ghê luôn cho ơi sao kỹ con con đi vào chùa mà sao cái cô đi con mừng cô dữ lắm mỗi lần mà con vô cô gặp con là cũng mắng con cũng chửi con sắp xếp cho con ở cô, cô, cô khó chịu lắm giờ cô đi con mừng dễ sợ luôn nó thấy chưa không có duyên mà thấy chưa nó còn mình mà ở đâu mình đi thì người ta nói gì cô đi á à? đi nào vậy thầy cô đi đâu vậy thầy hỏi chị con cho con địa chỉ đi gì à gỡ kẹo cho cô là quý vị thấy được rồi đó thấy chưa thấy được được rồi đó còn gặp mà người ta nghe mình đi mà người ta nói ờ cô mừng quá cô đi rồi cô đi rồi con về chùa thì cô mừng lắm cô nó dữ lắm thầy ơi cổ dữ lắm thấy không tiêu rồi đó thấy không mình thì làm việc nghiêm túc nhưng mà mình tập cái lời nói của mình nó phải gần gũi tế nhị người ta thương mình chứ quý vị thấy những đức nói chuyện cũng đâu có tế nhị gì đâu nhưng mà có cái cái tâm những đức nó thật nó không có cái tâm mà nó moi móc người khác kiếm tiền bạc nhờ cái tâm này mà công chúng ta tiếp mình đó nhưng mà cái cách những đức á, là những đức biết điều tiết cái cách này ý những đức muốn nói cho anh em để có cái góc độ đó thí dụ như anh em thấy những đức nói chuyện bây giờ những đức biết cái cách mà để mà vuốt ve người ta dữ lắm biết lắm mà nói khéo lắm không tệ đâu nhưng mà mình hướng dẫn làm sao mà nó thật chắc để người ta tu được mà người ta đừng có đến gần mình đó cái chỗ này quan trọng lắm phải không hướng dẫn mà người ta tu được người ta cầm cái máy người ta nghe suốt được mà người ta không dám đến gần mình từ xa họ quý mình mà họ không dám đến gần mình vậy mới là hay đừng có hướng dẫn mà có cái tâm là dính họ để kéo họ đến gần mình cái này mình khó tu lắm mình rất là khổ hiểu không chỗ này quan trọng lắm còn á còn những người dưới thì đừng có dùng cái cách này mình phan tại mình chưa có đủ chưa đủ cái duyên làm vậy mình phải tế nhị cái miệng phải thường cười vui và gặp người chào hỏi đó mình là người thấp là mình phải làm gì đó từ đó để bước lên từ đó để bước lên mỗi người nó có một cái cương vị nên phật pháp là đa dạng trí tuệ nằm bên trong chứ đâu phải đơn giản nên khi mình nghe vậy rồi mình mới vô chùa tu mình phải nhã nhặn mình phải hiền từ mình thiệt thà chứ mình đừng có tu dài ba năm mình nghĩ mình hiểu biết mình sống hước rồi không có được đâu nó hiện cái tướng hết trơn á cái tâm mình sao nó hiện ra cái tướng vậy à nên người ta không có muốn đụng chạm tới mình về công việc gì hết trơn vì người ta biết đưa mình ra phiền phức lắm. Quý vị biết rằng nó để cho họ yên họ tu, người ta không có muốn đưa họ ra làm gì đâu. Và người ta nhìn người này, người ta biết người này luôn luôn chú trọng cái chỗ là giảng sanh không à. Chứ đưa cái công chúng thì cái tâm người này không thích, người ta không có đưa ra đâu. Không có đưa ra đâu. Quý vị nói trộ con mừng ghê luôn vậy thì trong đây chắc con đều là phát tâm vậy hết con làm sao mà con phát cái tâm gì để cho thầy đừng có đưa con ra công chúng cho con yên tâm con tu rồi thì quý vị chờ coi năm sau thì quý vị ra khỏi chùa năm sau thì ra khỏi chùa quý vị biết rằng là chư tổ dạy mà năm năm đầu làm công quả là gì biết không là lót cái duyên và phước đó. khi duyên và phước đó, nó ở đâu mà nó dày thì giống như cái gốc cây mà nó bám vào đất sâu đó rồi bắt đầu từ đó thì cành lá hoa quả nó phát triển ra nó phát triển ra đây những đức nè tới bây giờ còn phục vụ nè và những đức nói rằng cả cuộc đời những đức cỡ nào cỡ cũng phải là mang cái tâm phục vụ chứ không có buông ra vì những đức thấy rằng cái duyên cái phước nó giúp đỡ cho cái bồ đề tâm mình mạnh lắm chúng ta muốn phát lên cái chánh hạnh niệm phật mà thù thắng thì phải có cái trợ hạnh nếu không có cái trợ hạnh thì cái chánh hạnh này sao phát Quý vị nói rằng ở câu vật hiệu niệm là đầy đủ rồi Đúng rồi Nhưng mà vô lượng kiếp cái nhân duyên của mình đầy đủ hay không Để mà niệm cái chánh hạnh này mà mình có thể niệm được sâu dài Nhưng mà bao nhiêu chúng sanh còn bao nhiêu là hình ảnh Chúng ta không diễn thì không có được Nên trong Phật giáo Phật dạy rằng á Đến thế gian này là diễn Mỗi một người là một giai nhưng mà đừng bao giờ bỏ cái tâm giải thoát là đúng rồi, đừng bao giờ bỏ cái hướng giải thoát là đúng, còn diễn mà quên đi cái chỗ giải thoát luôn là sai. Chúng ta cùng cố gắng học đi, cứ học hoài đi, Rồi một ngày nào sẽ tự hiểu. Khi hiểu trong Phật pháp này rồi, cái chuyện làm với vị giống như cái là trò đùa chơi vậy đó, không có gì khó khăn cả cái chương trình á, 100 ngàn người đi chăng nữa vô tay mình đó, thì cũng như là một trò đùa chơi vậy đó không có gì khó khăn hết chứ mà cũng không có gì nặng nề cả chỉ có những người trọng hình thức nên thấy nặng nề thôi còn nếu trọng thật chắc mà tu không có gì nặng nề chứ đó. Người ta đến bao nhiêu thì đến người ta đi bao nhiêu người ta đi kệ người ta mình cứ lo cái chuyện tu của mình cho chăng thật mà tu thôi à nên cái tâm mình nó nhẹ lắm nó thì đó là diễn dai mà còn nếu không đủ giai diễn với chúng sanh nữa thôi Mình tự lo diễn, tự độ à Không có dính mắt Vậy thì mình nhẹ nhàng vô cùng Quý vị thấy Phật Pháp Chúng ta có thể ngồi nói như vậy mà nói có hương vị Nhìn cái ông giảng Pháp ông nói chuyện giống như là một người ba chợn như đó. Ngồi mình, ngồi quơ tay quơ chân cái nói chuyện Vậy mà nói có hương vị nghe mà người ta nghe được quý vị coi chiếc máy của mình mà người ta từ xa người ta đặt người ta gọi đặt lần 300 cái thôi số lượng máy mà nó ra ăn lần vài ngàn vài ngàn cái vậy đó khắp nơ nơ bây giờ những đức phổ biến cái cách truyền máy mp 3 mà thấy rất là hay quý vị nếu chúng ta mà cho không á Đố mà cái người đó mà dám nhận 10 lần Mà không có tạo điều kiện cho người ta Bỏ tiền ra để người ta đặt máy Người ta cho dòng họ người ta Còn bây giờ á Mình cũng có tặng Nhưng mà mình á cũng đặt số lượng nhiều mình á, phổ biến ra để cho người ta bỏ tiền người ta đặt người ta tự người ta đem đi cho thì người ta phát tâm người ta làm người ta đặt một lần cả trăm cái người ta đem đi tặng khắp nơi nơi Vậy thì cái năng lực làm việc này nó sẽ mạnh hơn là một mình mình làm Còn nếu bây giờ mà nhận đức á, Khi làm những đức nêu lên Và toàn bộ những đức tặng Như vậy thì tiền nó quy về một mình nhận đức Nó quy về một mình nhận đức Và những đức chỉ có tặng người một cái thôi Và người ta đến nhận nữa người ta cũng ngại Trong lòng người ta cũng ngại Mình nhận nữa thì tham làm sao Còn cái này mình đặt dùm Người ta có tiền người ta đặt bao nhiêu cái là chuyện của người ta Người ta đi cho dòng họ người ta Người ta cho bà con trầm sớm người ta thoải mái luôn người ta tạo phước quý vị thấy không cái việc làm này mới là mở rộng còn nếu chỉ có tặng thì bây giờ làm sao mở rộng làm một hai lần là nghỉ không làm nữa bắt đầu là đồng tiền dư đó bắt đầu là mình làm chuyện khác còn cái này những đứa làm hoài mà cũng không dính ai luôn vì tiền của họ họ làm mình thì đặt giùm cho họ chuyện ai đến làm thôi Quý vị thấy thoải mái chưa? Thì qua cái cách làm này những đức thấy rõ ràng rất là đặc biệt. Ở một nơi mà truyền pháp được. Qua cái trung gian chiếc máy MP3. Khi làm rồi thấy rõ ràng mình cần có cái góc độ nhìn. Chỉ ở một nơi thôi khỏi cần phải đi đâu cả. Những đức nghe rất là nhiều vị giảng pháp, những đức rút ra kinh nghiệm những đứa đều nghe họ nói rằng ban đầu là nhất định phải đi để đi cắm gốc để gieo duyên rồi mới quy tụ con người về một chỗ được quý vị thấy những đứa có đi không những đứa có phương pháp này là ở một nơi phóng ra một hai người về người ta thấy ngôi chùa mình nghiêm túc tu hành người ta an lạc một người ta đầu mười mười người ta đầu trăm trăm người ta đầu ngàn ngàn người ta đầu mười ngàn từ từ mà tăng lên tăng lên tăng lên mà người ta tự gì ở đây Mình quyết định Còn mình đi đến nơi khác Thì người ta quyết định cho mình Mình ở nhà mình Thì mình quyết định Người ta đến đây Người ta là khách Mình là chủ Mình quyết định cho người ta Mình sắp xếp làm sao Người ta làm vậy Tiện hơn là mình đi đến nơi khác Người ta quyết định cho mình Mình không tự chủ được Nó vẫn có cái hay của nó Mà nó cũng có cái trở ngại là người ta về quá đông nếu không khéo mình sạc phải không còn nếu mình khéo thì chắc chắn không có gì hết quý vị coi cái chương trình ngày lễ quý văn âm nè những đứa càng điều tiết thì quý vị coi cái chương trình nè nó sẽ hoàn chỉnh vô cùng là đặc sắc cái chương trình kỳ này nó càng đặc sắc hơn những chương trình khác nữa những đứa nói chuyện 45 phút mà bánh đồ những đứa cho phát lúc từ 5 giờ cho tới 6 giờ là xong hết để mỗi một cái bánh lên cái niệm khi bước vô ngồi thì lấy cái bánh để qua bên rồi lại đi lại xong cầm cái bánh ăn uống miếng nước đi gì nói chuyện 45 phút nói chuyện 45 phút xong đứng lên hướng dẫn lễ quan âm quỳ xuống lễ không được đi ra ngoài cấm vệ sinh trời ơi nói chuyện tiếng gửi thì còn phải đi vệ sinh nói chuyện 45 phút là cấm vặn được rồi Nói chuyện 45 phút khỏi giải tán công chúng Bắt đầu là quỳ lên lễ Đánh chặn luôn rút thời gian là ai Khỏi rê ra à, Thời gian 3 tiếng đồng hồ lễ một tiếng đồng hồ Nói chuyện tổng cộng 4 tiếng đồng hồ Lúc trước 5 tiếng rưỡi đồng hồ Mắc thêm một tiếng rưỡi đồng hồ nữa 6 tiếng luôn 5 tiếng Thế thêm tiếng rưỡi gì 6, 6 tiếng đồng hồ Lúc trước là đánh chặn một phát 6 tiếng Bây giờ rút lại thời gian 4 tiếng Phóng xanh đồ Hoàn toàn hết Cao lắm chừng 4 tiếng 20 phút 4 tiếng rưỡi dữ lắm để Thấy Rút thời gian lại hoàn toàn luôn Thì người ta cũng tiện về đi về Sớm quá thôi lên xe đi về <laughs> Chùa khỏi cần trải niệm chạy chiếu chi nằm ngủ mà công bận biệu cực khổ đại chúng Chứ sao cái này nói bị đừng có buồn Vì người ta suy nghĩ cái chúng này nè cái chúng này mà nó tồn tại thì quý vị mới có cơ hội lâu dài đi về đây Còn nếu mà những đức mà cái đầu này không biết tính á Những đức cứ xả xả Cứ là vuốt cái người bên ngoài vào Vô đây trời ơi đây cực khổ nhiệt tình lo lắm Vô đây ăn uống ngon lắm cái này kia đồ niệm kim đan đồ này kia đồ Ờ đang đi Rồi chúng rã sạch luôn Người ta làm ở phía sau người ta chửi mình Nói hay lắm chúng đây làm Dù làm nói 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 mà về đây về đây về đây nói quá ngon là không chịu làm gì chứ người ta chửi mình sau lưng chửi tới á trời cái chuyện này là cái chuyện những đức quản chúng không phía sau mà nên biết cái ông phía trước nói người phía sau chăm chích những đức nghe hết tới đời của những đức thì rút kinh nghiệm hoàn toàn tôi đi làm tôi cũng có làm rồi đó tôi nấu ăn tôi cũng nấu ăn rồi đó tôi rửa chén tôi cũng có rửa chén rồi đó quý vị nói gì quý vị tu bằng tôi không một ngày hai thờ người ta giảng pháp bảy tiếng đồng hồ người ta làm đó còn người ta còn niệm phạt, người ta bấm số cũng bấm được 15 ngàn câu đó Việc gì người ta cũng làm được hết Vậy thì quý vị nói người ta được không? Từ đầu tới đuôi người ta đều làm hết Vậy thì quý vị không có nói được cái gì hết Tại vì sao những đứa làm chỗ này? Vì những đứa thấy người trên bị chăm chích Những đứa đã nghe nhiều quá Từ nơi đó tới đời mình là mình có kinh nghiệm rồi Nên đại chúng mà người ta nghe những đứa nói chuyện Người ta không có trách được những đứa đâu, người ta biết Quý vị suy nghĩ đi Nhà quý vị không tồn tại Quý vị có thể mời khách đến nhà được không? Không Vậy thì quý vị muốn cho khách đến nhà lâu dài thì sao? Phải giữ ngôi nhà cho tốt Ngôi nhà mình mà tốt Thì khách mới đến đây lâu dài Nên quý Phật tử khắp nơi nơi nghe Vậy quý vị nhớ nghe không? Những đức là mục tiêu là muốn giữ ngôi chùa tốt Để quý vị được tồn tại đến đây đó Còn nếu mà những đức còn trẻ này Mà như đức không hiểu nghe Là những đức cứ phan phang phan Thì tất cả những cái ban phục vụ này rất sạch Cuối cùng còn một mình những đức <laughs> Lúc đó thì sao Hả à, Quý vị về đây phụ những đức được không à, con thương thầy con cúng dường cho thầy con cúng dường cho thầy nè ờ, à, cúng dường cho những đức để để những đức lọt tút dưới luôn thôi thôi được rồi tôi cũng suy nghĩ chỗ đó tôi suy nghĩ là những người bên cạnh tôi người ta tu được người ta làm được người ta sống được nè từ từ những đức còn suy nghĩ buổi chiều của các cụ là không ăn cơm khay nữa ăn cơm hộp Chấp nhận tốn tiền họp để cho cái nhóm phục vụ được rút thời gian lại nghỉ Để cho người ta gảnh gỏi tu được Vậy thì người ta muốn phục vụ từng đời từng đời được Mình phải suy nghĩ cho người ta chứ Như mình được nghỉ buổi chiều một chút mình thấy khỏe Thì mình phải nghĩ cho người ta Người ta cũng khỏe được một chút như vậy thì tốt Để người ta niệm Phật người ta bấm số Như các cụ bây giờ mình thấy ăn uống không quan trọng các cụ Miễn sao những đứa con gái mình nó khỏe một chút mình mừng đúng không các cụ nó nó phải suy nghĩ như vậy nghe người trên phải suy nghĩ như vậy đó mình phải cặn kẽ lắm rất là mong thường trụ cho tới cộng tu khắp nơi nơi về từ ngày lễ đồ, quý vị hỗ trợ những đức tư tưởng những đức là gì đại chúng gì chùa chiền rất là mong vì hiểu cho một hai câu nói mà quyết định mạnh mẽ thì thông cảm đừng có dặn mình là người tu phải suy nghĩ cặn kẽ nghe à, ngôi tam bảo này phải tốt tồn tại thì phật pháp mới lưu truyền dài lâu nghe không Dạ, ai Đạo Phật. Nguyện đem công đức này hướng về khâm tất cả Để tự và chúng sanh đồng sanh về tình Dog.